Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con tên là Đoàn Thị Mỹ Hằng. Hôm nay con xin được đọc bài kệ trong tập thứ 12 của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Con xin phép được bắt đầu. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngôn. Hoặc dòng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ ra mà đừng giữ. Chí tâm quy mạng đẹp sĩ thân, đổi tỏ thêm nhiều chư tội dự. Trẻ thơ rất mắc lại cùng gia, huynh đệ chị em kẻ ruột già. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là. Hoặc phía hoặc tổ đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành. 51 ngày lưu niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dấu xa ác thú cũng ra mau. Nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thành ký Bồ Tát cúi đầu trao. Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụ kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục ăn uống các họa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Xanh lòng ân trọng cử ngũ tân, triệu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chớ sát danh, chuyên lòng tự niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Giúp lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay. Nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần có hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc uy giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn thông lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kinh lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch tường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, giọng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Nhưng người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt sáng thành Phật sanh tự khỏi. Quán Âm liên biết gắng tuyên bày, chuyến khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin được hồi hướng công đức, học tập bài kệ này đến tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho các chúng sanh sớm tiêu trừ nghiệp ác, tăng trưởng thiện căn, phước đức, có duyên với Tam Bảo và Địa Tạng Bồ Tát. Phát tâm báo ân hiếu kính với các bậc các ngài và sớm được các ngài độ thoát trong tương lai. Om ha ha ha, Bổn Sắc Mâu Ni Sô ha ha.